Xin chào tất cả các bác, em đang ở Vĩnh Phúc và hiện tại em đang thi công cho một một quán trà sử dụng for caustic. Con này là con PCS118BQ. Đẩy hao này. Loa for caustic 112G. Đây là toàn bộ không gian. Thì ở đây thì hiện tại bên em sẽ sử dụng đấy là treo ti dọc từ trên trần này xuống. Đấy, và phía bên này cũng vậy. Đó. Thì bây giờ bên em sẽ nhờ bác này, bác ấy để hàn lại cái này, hàn thẳng vào trong cái sắt của nó. Đấy, hàn thẳng vào hai cái sắt bên kia. Toàn bộ không gian đây ạ. Thì với như thế này thì chỉ cần một sử dụng một đôi thôi. Súp thì sẽ để góc bên này, tủ kỹ thuật thì bên em sẽ để góc bên kia. Đấy, là đã bao phủ được toàn bộ không gian này. Với for caustic thì chất âm của nó rất là khỏe và rất là chắc. Đảm bảo luôn với không gian này nó sẽ khoảng tầm chỗ này chắc khoảng tầm 150m. Với không gian kín như thế này chỉ cần một đôi là đảm bảo nó rất là căng rồi. Đây thì bên em bắt đầu sẽ treo cái mặt bích. Ở đây thì bên em sẽ sử dụng phương án đấy là treo loa dọc. Đó. Đây sẽ là mặt bích của nó. Thì bên em sẽ tháo mặt con này ra và ghép cái mặt bích của nó vào. Trong lúc đó thì bên em sẽ hàn đây. Đây là chiếc loa thứ hai 112G. Đầy đủ tem mác, tất cả đều ok hết các bác nha. Đây là một bộ mic của Phúc Dân luôn các bác nha. BS780, Bayer 780. Dòng này thì sử dụng gia đình hay là sử dụng các phòng hát hay là sử dụng bất kỳ đâu cũng rất là tốt. Giá thành thì rất là phải chăng. Đấy, tay mic cũng rất là xịn sò. Chất âm thì tuyệt vời luôn. Tiếp tới là chiếc quản lý nguồn. Quản lý nguồn VTA. Một chiếc quản lý nguồn sử dụng gia đình hay là phòng hát cũng rất là tốt, rất là hiệu quả. Tiếp tới là một thiết bị không thể nào thiếu được trong một bộ dàn. Chiếc này thì được coi như là một gọi là bộ não của toàn bộ âm thanh. Chiếc vang số, vang xử lý hay gọi là DSP đấy. Con này là con DMX6000 các bác nhá. 6000 Pro. Rất là chắc chắn, rất là đẹp. Để hoạt động cho toàn bộ thiết bị này thì bên em sẽ sử dụng đấy là đẩy hao TD804. 4 kênh và mỗi kênh của nó sẽ là 800W và sử dụng mạch class TD các bác nhá. Hao 804. Tiếp tới đây ạ. Nhân vật quan trọng nhất. Súp for caustic 118BQ. Con này sẽ là bát 50 các bác nhá. Con này thì đảm bảo là siêu chất luôn. Lật. Đây, chiếc súp đấy đây ạ. Ui ạ, chắc ấy. Ui. Đây, em ở đây ạ. Quá chất phải không ạ? Công suất 1500W đánh cực đại 16000W, đánh công suất bình thường là 3000W ở 8 ohm. Một con số quá kinh khủng phải không ạ? Với một chiếc đơn 50. Đây, bên em sẽ kéo dây từ bên kia sang. Để hết tất cả dây trên trần. Rồi, tất cả dây loa bên em đã chuẩn bị xong. Và bây giờ chỉ chờ chờ ti xong lại có thể treo được loa. Súp thì cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Dây súp đây. Tất cả đều ok. Em đã vừa treo loa xong và bây giờ bên em sẽ cho đẩy vào. Kỹ thuật. Đây là tất cả các thiết bị đẩy này, vang, mic và quản lý nguồn. Đây, bên em sẽ bắt đầu kết nối dây. Đẩy sẽ là đẩy 4 kênh, thì bên em sẽ sử dụng như bình thường đấy là 2 kênh
của hai kênh để đánh hai chiếc loa, và một kênh còn lại sẽ gặp chế độ bridge để đánh một chiếc súp. Bên em đã cài đặt xong, mời các bác cùng nghe thử chất âm. Bên em đã vừa thi công và bàn giao xong cho anh chủ ở Vĩnh Phúc. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.